xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng an ninh cận cảnh bản tin với những thông tin an ninh trật tự an toàn xã hội được cập nhật lên sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình long an mời quý vị cùng phương thanh bắt đầu bản tin ngày đầu tuần mới ngay bây giờ Thưa quý vị, ngày 31 tháng 3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đăng điều tra làm rõ vụ án mạng trong chòi rẫy khiến một người bị đâm tử vong tại thôn 2 xã đoàn kết huyện Bù Đăng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3, trong lúc Lê Kim Tê, 40 tuổi, đang ở trò rẫy của một người dân tại thôn 2 xã Đoàn Kết, thì Châu Văn Xê, 39 tuổi, cũng đi tới đây thì bạn. Thấy Lê Kim Tê lớn tiếng với mọi người trong trò rẫy nên Châu Văn C vào căn ngăn thì Tê quay lại gây sự với C. Bị Tê dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, C tức giận, chạy vào trong tròi lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người Tê, khiến anh này gục ngã xuống đất tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Châu Văn C đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình, dù việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước điều tra. Tại Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp Công an huyện Tam Bình bắt giữ Thạch Răng Sài, 37 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình. Đây là bị án bị cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Theo cơ quan công an, năm 2020, Thạch Răng Say sẽ ra mâu thuẫn với bạn khi hát karaoke okay ở khu nhà trọ trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Say dùng dao đâm anh MT, ngụ tại địa phương, gây thương tích. Ngày 6 tháng 5 2022, Tòa án Nhân dân quận Bình Tân đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Say 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian được tại ngoại chờ thi hành án, Say bỏ trốn. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2023, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã đối với Sày. Trưa 30 tháng 3 năm 2024, các trinh sát hình sự phát hiện Sày đang làm công tại một vườn cam thuộc xã Bình Ninh, huyện Tam Bình. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Tam Bình bắt giữ Sày. Công an tỉnh Vĩnh Long đã bàn giao bị án Thạch Răng Say cho Công an quận Bình Tân để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu vừa phối hợp với Công an thành phố Dũng Tàu điều tra xác minh một bao tải nghi là chứa ma túy trôi dạt vào bờ biển thành phố Dũng Tàu. Theo trình báo của người dân, lực lượng công an và biên phòng đã thu giữ một bao tải bên trong chứa 21 gói hình chữ nhật, được cuốn trong nhiều lớp ni lông màu đen và màu bạc, bên trong chứa chất bột màu trắng, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1 kg, nghi là ma túy. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các địa phương gian biển lưu ý, nếu phát hiện dụng việc tương tự, phải báo ngay cho lực lượng chức năng. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 3, lực lượng liên ngành Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát Biển Bà và Công an thành phố Dũng Tàu cũng đã bắt giữ một đối tượng thu giữ tăng vật gồm 21 gói ma túy. Đối tượng khai nhận đã nhặt được trên bãi biển và đem đi cất giấu ở bãi cát khu vực gần 78 Chí Linh, phường 10, thành phố Dũng Tàu. Thưa quý vị, hàng chục đối tượng đang bài lắc theo tiếng nhạc âm thanh lớn trên phố Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ, kiểm tra nhanh có 29 đối tượng dương tính giới chất ma túy. Đó là kết quả buổi kiểm tra hành chính của lực lượng chức năng vào đêm 30 tháng 3 tại một quán bar trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới. 50 người bao gồm khách và nhân viên của cơ sở đang có mặt tại đây để nghe nhạc, sử dụng rượu bia và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành test nhanh ma túy, phát hiện có 29 đối tượng dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận có sử dụng thuốc lắc, dù việc đang được công an đồng hới tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Cục Hải quan Điện Biên phá thành công chuyên án CA-0424T bắt giữ một đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt là Sông A Tý, sinh năm 2002, tăng vật thu giữ gồm hơn 11.360 viên ma túy tổng hợp, một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Sông A Tý khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính bên kia biên giới về địa bàn quyền sông Mã, tỉnh Sơn La với giá 10 triệu đồng. Khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đến địa phận bản Trung Anh, xã Chiên Cang, huyện Sông Mã, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tại thành phố Đà Nẵng xảy ra một vụ cháy lớn nhà xưởng của công ty sản xuất nệm nằm trên đường số 4, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 3, ngọn lửa xuất phát từ gốc nhà xưởng của công ty bên trong chứa vật liệu dễ cháy như cao su, giải nên quả vạn nhanh chóng bao trùm khu sản xuất rộng hơn 2.000 m2 nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Đà Nẵng đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường do lửa cháy lớn lực lượng chức năng phải chi nhiều hướng để phun nước dập lửa không để cháy lan đến khoảng 22 giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt quá hoạn không gây thiệt hại về người song thiêu rụi phần lớn nhà xưởng cùng nhiều tài sản bên trong nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra Tổng cục thống kê vừa công bố con số liên quan đến tai nạn giao thông trong quý 1 2024. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong quý 1 năm nay tăng gấp gần 2,8 lần, đồng thời số người tử vong gấp 1,9 lần, bị thương gấp 3,2 lần. Bình quân mỗi ngày, cả nước xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông. Mỗi ngày trung bình có 30 người tử vong, 32 người bị thương vì tai nạn giao thông, Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, các đơn vị có thể bố trí lực lượng mặt thường phục, bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Thưa quý vị, hơn 2 tuần qua nắng nóng kéo dài làm cho nhiều kênh sông ở huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang khô hạn, dẫn đến sạt lở, sụt lúng nhiều đoạn đường cầu giao thông, nhà cửa, thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Theo một số người dân ở gần cầu bắc qua trụ sở ấp Kinh Năm, trước khi cây cầu bị sụp lúng một ngày, họ thấy hai bên mố cầu có dấu ràng nứt và chỉ sau một đêm thì cầu bị sụp gãy nặng hơn. Cách cây cầu khoảng 1 km, cũng trên trục đường 965, căn nhà tường của hộ ông Lê Văn Chí mới xây dựng với tổng chi phí khoảng 700 triệu đồng cũng bị sụp lúng và hư hỏng gần như hoàn toàn căn nhà và đồ đạc. Theo Quỹ ban Nhân dân huyện U Minh Thượng, tính từ đầu mùa khô 2024 đến ngày 30 tháng 3, trên địa bàn huyện ghi nhận hơn 4,4 km đường sạt lở và một số cây cầu và ba căn nhà bị sụp lúng, sụp đổ. Riêng nhà dân quá ấp An Hưng đang có nguy cơ cao bị sụp lúng. Bên cạnh thiệt hại tài sản nhà nước, người dân, tình trạng sạt lở, sụp lúng cầu, đường – còn gây khó khăn trong việc đi lại cũng như tiêu thụ nông sản của người dân. Vận chuyển thì nó khó khăn, đó chuối không bán được, rồi nước nôi không có, hồi thiệt hại cho bà con là vấn đề là bệnh quản những người, người già, bằng đêm đau ốm bệnh quản là là không có đi đi được. Thì đề nghị chính quyền địa phương hay là cấp trên phải nghiên cứu xem xét và giải quyết làm cái lộ này cho thông thương cho bà con mình. Hiện nay đối với cái mực nước hiện tại so với cái mực nước trung bình mà là là như mùa mưa thì cái cao độ cái cao độ là trên là là từ 3 đến 4 mét còn cao độ mặt đường hiện tại so với cái cao độ của cái mực nước hiện tại là nó khoảng 5 mét cho nên từ đó nó nó mới găng nước theo dọc theo các tiếng kinh mà nó gây ra sạt lở rồi chút lúc theo lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng quyền ung minh thượng qua kiểm tra khảo sát trên địa bàn quyền có gần 2 km đường giao thông có nguy cơ sạt lở cao quyền cũng đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống sạt lở trước mắt cũng như lâu dài phòng kinh tầng là khảo sát các điểm sạt lở hoàn thành các hồ sơ để sau khi mà chúng ta mở đập ra triển khai để khắc phục sớm cho người dân theo dõi những cái trường hợp là múc đất dưới sông lấy đất để đắp nền nhà và cũng như lắp ao để hạn chế cái cái chiều sâu cái 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 đáy kênh cấm những cái biển báo các tuyến đường giao thông nông thôn hiện tại và hạn chế tải trọng các tuyến đường còn lại khi chưa sụp lún để hạn chế cái sạt lở. Ước tính thiệt hại ban đầu do sạt lở gây ra hơn 24 tỷ đồng. Quyền chỉ đạo các ngành liên quan địa phương có xảy ra sạt lở, sụp lúng và có nguy cơ bám sát địa bàn, nắm chặt tình hình để hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời để hạn chế thấp nhất thiệt hại ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Còn bây giờ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã chọn An ninh Cận Cảnh đa người bạn đồng hành vào mỗi buổi trưa. Khung giờ phát sóng của chúng tôi là 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Hẹn gặp lại quý vị.